Ok, bài này là tạo trang web viết mã JavaScript tạo đối tượng. Đối tượng này chỉ có hai hệ số AB và C thôi, à ba hệ số là AB và C. À và có một cái phương thức là phương thức dài. Được không? Ok, vậy mình không biết có cái gì. Mình sẽ tạo một cái đối tượng cái đá, phương trình bậc hai đá đúng không? À vậy cô sẽ ở đây cô sẽ click chuột phải vào anh này. Cô sẽ new một file là phương trình bậc 2.html nha. Các bạn có thể viết trực tiếp vào đây cũng được. Với cái bài toán nó đơn giản ha. À các bạn có thể viết trực tiếp vào đây. Script thì nên viết ở cuối ha các bạn. Ok. Vậy ở đây cô sẽ tạo cái gì ạ? Tạo một cái object giữ các cái hệ số này. Vậy thì các bạn sẽ tạo bằng cách thứ nhất. Tại vì nó có một cái phương thức. Có hiểu không? Hoặc nếu không các bạn mà muốn giải nhiều bài, không phải một bài phương trình bậc 2 mà muốn giải nhiều bài thì có thể là chọn cách thứ hai. Đúng không? Chọn tạo cái hàm mẫu. Đúng không ạ? Nhưng cái này thì mình cho nhập vào một cái đối tượng mà thì mình chọn cách thứ nhất. Nghĩa là mình sẽ vá obj phương trình bậc 2 sẽ gắn bằng new. Các bạn để new object này cũng được nè. Hoặc là xóa nó đi. Để như này cũng được. Để rỗng cũng được. Được chưa? Như nhau. Được. Ok không? Rồi mình có nè obj phương trình bậc 2.a sẽ gắn bằng prompt. Nhập từ bàn phím đúng không? À, nhập hệ số A. Tương tự với B và C. Cái này là B, C. Rồi. Rồi mình viết một cái nữa là một cái hàm giải, đúng không ạ? Obj phương trình bậc 2 chấm giải bằng function. Ok. Rồi. Bài giải phương trình bậc 2 này thì các bạn chỉ cần tính thôi, tính delta rồi đúng không? Đấy. Hệ số A function. Rồi. A delta đúng không? Đây nhìn nè. À nhiều bạn gõ giống như thế này. Có cái gì dữ gì? Nhiều bạn gõ giống như thế này. B nhân B đúng không ạ? Hoặc là power đều được. Nhiều bạn gõ như thế này. Thì như này nó không có ra đâu. Mà cái này phải sao ạ? Sửa lại như nào ạ? Không phải. Cái này không cần number. Nhìn là đúng rồi đó, nhưng mà nó thiếu cái gì ạ? Thiếu gì có? Không. Thiếu gì? Thiếu cái deep. Sao mình được cưới gì á? Tịt. Tịt. Anh Mỹ là tịt. Được chưa? Ok. Thiếu cái này. Nó phải để cái này vô ạ. Nó mới chạy ạ các bạn. Ok. Rồi. Kiểm tra delta thôi. If delta nhỏ hơn không thì vô nghiệm. Rồi. À bài này thì bình thường nó không có gì. À bây giờ để gọi nhá. Để các bạn thực hiện xong á, thì các bạn sẽ gọi cho cô nè. Một là các bạn gọi giống như bài toán này. Các bạn gọi ở trong button click này cũng được. Hoặc có cách thứ hai là các bạn chạy trực tiếp luôn. Gọi anh này chấm. Đây là cái việc gọi hàm nhé, chấm giải. Gọi là nó chạy rồi các bạn.
Được không? À, nhưng mà tại vì sao phải gắn với sự kiện on click? Tại vì là nó phải tạo anh này trước. Sau khi tạo xong, à cái chỗ này nè, nó chưa được gọi đâu, phải anh này nó kêu, nó gọi thì nó mới chạy. Đúng không ạ? Ok không ạ? Hoặc là các bạn có thể gắn với sự kiện là on click thế này cũng được. Ok không? Đấy, button. À, giải phương trình bậc hái. Đó, sự kiện gắn sự kiện on click đây. Đó, gọi tới cái gì đấy ạ? OBJ phương trình bậc hái. Đây. Chấm giải. Thì mấy cái này nè, các bạn muốn gọi được nó thì các bạn khai báo nó phía trên. Nên chỗ này xóa cho cô đi. Khai báo phía trên cho cô. Mà thực ra cũng không cần. Chỉ cần các bạn on click, nhấn sự kiện on click nó mới gọi cũng được, để đây không sao ấy. Ok không? Rồi. Alert. Bật ra một thông báo là gì ạ? À, vô nghiệm đúng không? Ok, còn else, else if tiếp. À, alert. Đây các bạn có thể test thử nè. Các bạn A là 5, 5, 5. À, nhấn giải cái là vô nghiệm, đúng chưa? Ok. Rồi. Vấn đề nữa, nó không phải là vấn đề giải. Cái này chưa xong nhá. Cái này các bạn gõ thêm vào. Nhưng vấn đề giả sử như tình huống xảy ra này. A các bạn để 0. Vậy 1, 2. Giải phương trình bậc hai cái. Chương trình nó lỗi ngay. Nó không tính được delta. Tại vì khi để A bằng gì đấy hả? A bằng 0 rồi. Đúng không? Ok không ạ? Đấy, thì bây giờ mình phải chặn trường hợp gì đấy ạ? Nếu A bằng 0 thì nó suy biến đó, thành phương trình bậc nhất. Hoặc là không cho nó nhập A bằng 0. Hoặc nếu nhập A bằng 0 thì mình phải kiểm tra nếu A bằng 0 thì phương trình nó suy biến thành bậc nhất. Thế mình phải chặn mấy trường hợp đấy. Rồi tình huống thứ hai nhá. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai bây giờ mình không nhập số. Mình nhập chữ. Giải cái. Nó cũng ra cái trường hợp còn lại, nó không có chạy được. Hiểu không? Hiểu hiểu ý không? Đấy. Ok, vậy là nó sẽ gặp cái lỗi, cái trường hợp là gì đấy ạ? À, cái này không phải là số mà là chữ. Ok. Còn tình huống nữa, nếu các bạn mà ép kiểu nó là nó sẽ văng cái lỗi là not a number là ngay. Hiểu không ạ? Đấy. À, các bạn lưu ý là mình phải chặn mấy cái lỗi đó. Cái đấy mình gọi là validation đó, valid form á. Mình phải chặn ngay cái đầu vào, cái dữ liệu đầu vào. Trường hợp A bằng 0 thì sao? Trường hợp mà nhập không phải là số mà nhập chữ thì sao? Mình mắc lỗi. Thì bài như vậy được mới tính được bài tối ưu. Ok không? Có làm được không? Trời ơi. Mấy ông kia ông trả lời không có lanh dữ gì. Rồi. Ok. Để chờ bạn chồng bạn làm xong rồi đã. Rồi bữa sau check tiếp. Nhá. Tình huống đấy có gì đâu. Làm được mà. Mình vấn đề là các bạn đặt vấn đề thôi. Còn khi mà đặt được vấn đề là làm được hết. Phải không Trọng? Đúng không? Ok, đó là bài 1 nha. Rồi bài 2 nè, đó là cách làm nhé, bài 2 nè. Rồi, tạo trang sinh viên. À, viết mã JavaScript. Tạo một đối tượng nắm giữ thông tin của một sinh viên được nhập từ bàn phím thì có tên và điểm thôi. Sau đó gọi phương thức hiển thị để xếp loại học lực hiển thị của sinh viên. À, thì các bạn cũng phải viết cái hàm học lực đó hiển thị. Rồi, có viết cái hàm học lực không? Đấy, xếp loại nè. À, và lưu vào cái thuộc tính học lực. Nghĩa là ở đây bản này bạn nó có một cái thuộc tính học lực nữa. Vậy đây mình sẽ có mấy mấy thuộc tính ạ? Họ tên, điểm và học lực đúng không? Với cô á, thì học lực này cô không cần lưu.
tại vì nó tính từ điểm mà đều xử lý được nhá. Ok rồi, bài này thì làm sao nhỉ? Và document chấm right ghi ra màn hình này. Bài này làm sao ạ? Bài 2 nha. Cái này là bài 2. À, cái này là sinh viên đúng không? Chấm HTML nè. Ở đây các bạn để script đấy nha. À, các bạn phải tạo một cái object là sinh viên đúng không? Thì nếu như các bạn mà tạo cách thứ hai thì tương đối dễ đó. Cách thứ hai nhá, cách thứ một, cách thứ nhất là các bạn tạo được một sinh viên thôi. Bây giờ mình có thể tạo được nhiều sinh viên, đồng ý không? Đó, thì mình sẽ tạo như sau. À, function sinh viên, mình sẽ có hai thuộc tính, đó là tên và điểm. Và dit chấm tên bằng tên, dit chấm điểm bằng điểm đúng không? Mình có một cái phương thức để tính học lực. Ok, vậy mình sẽ có là dit chấm học lực đúng không? Sẽ gán bằng ok, gán bằng nè. Nếu if điểm lớn hơn hoặc bằng 8, return giỏi. Ok, else if điểm lớn hơn hoặc bằng 7, khá đúng không? Return khá. Else if điểm lớn hơn hoặc bằng 5, return trung bình. Else return yếu kém. Xong cái hàm này rồi. Bây giờ mình còn một cái hàm nữa là hàm hiển thị đúng không? Nó sẽ hiển thị ra cái gì? Hiển thị ra họ tên, điểm và học lực đúng không ạ? Đấy, vậy cô sẽ viết cái hàm hiển thị đây. Ok, rồi nhìn nha. Dit chấm hiển thị sẽ bằng function như bình thường. Ok, rồi document.write copy luôn nha, nó nhanh. Hàm này chưa được gọi thì nó vẫn cứ bình thường, nó nằm ở đây thôi, khi nào gọi mới tính. Rồi có cái dấu này nó kỳ kỳ nè. Dấu này cô thay bằng dấu nháy kép. Rồi, dấu này cô đóng lại luôn. Dấu đóng, dấu mở nó khác nhau. Quên. Hết lỗi chưa? Cái dấu cóp trên màn nó khác với dấu này, nó không chạy được đâu. Bạn nào mà cóp mà không sửa lại dấu là không được ạ. Rồi, cô sẽ không lấy dit chấm học lực mà cô sẽ xuất ra hàm học lực. Cho nên cái học lực này của cô sẽ có dấu mốc tròn. Đúng chưa? Dit chấm học lực cái hàm nó, cái hàm này nó return tương ứng với điểm. Ở đây điểm và cái này là tên. Ok, xong chưa? Đấy, viết xong nhá. Bây giờ mình gọi như thế nào nhé các bạn? Nếu các bạn muốn gọi nó ở trên này. À, thì các bạn phải tạo một cái sinh viên. Cái này có thể viết trên, tại vì nó chạy từ trên xuống dưới mà. Cho nên cái này là object, thì các bạn tạo trên cùng cho cô. Ok, cái này các bạn tạo phía trên. Đấy. Rồi, ở đây nha. Các bạn cũng viết cho cô script.
các bạn new nè, sinh viên đúng không? Và SV bằng new sinh viên đúng rồi. Các bạn xuất ra thông tin họ tên, ví dụ như là Trọng Trề đúng không? Trọng Trề muốn mấy điểm? 10 ha. Rồi bây giờ cô gọi đến cái SV chấm hiển thị thôi. Cô gọi hiển thị, cô không hỏi cái học lực nữa. Bây giờ nó sẽ chạy ra nè. Không phải bài này. Chưa chạy ha. Có đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ cô muốn hiển thị dạng table. Thì giống như khi nãy. Giống như khi nãy nha. Đây. Cô sẽ tạo một cái table đây. Ok. Table đây. Border bằng 1. Width bằng 50%, cho nó vừa vừa thôi. Rồi, TR, TH, họ tên, TH, điểm đúng không? TH, học lực đúng chưa? Rồi, ok. Đấy, nó là ra cái này nè. Bảng đúng không? Bây giờ cô đổ dữ liệu xuống nè. Cô đổ dữ liệu xuống thì hàm này cô sẽ phải viết lại nè. Bây giờ cũng là document.write, nhưng cái này không phải H3 nữa, mà đây cô sẽ là gì đấy ạ? Document.write. Cái này thẻ, các bạn xuất ra cái thẻ gì trước ạ? Thẻ TR trước. Thẻ mở đúng không? Thẻ TR là thẻ hàng. Rồi xuất ra cái thẻ đóng cho cô nè. Đúng chưa? Còn ở dưới này là thẻ TD nè. Bỏ chữ họ tên này đi. Được chưa? Các bạn để cho cô cái thẻ TD nè. Đúng chưa? H3 là TD hết nè. Còn từ từ nè. Đúng chưa? H3 nè. TD nè. Ok chưa? Bỏ cái này đi đúng không? Cô nhấn Ctrl D đó các bạn. Ctrl D để nó double lên á. Rồi chạy nha. Đấy, Trọng Trề đấy. Rồi đưa xuống, đưa Trọng Trề xuống dưới nha. Nhìn nè. Vậy là cô SV này cô sẽ để ở đâu? Cô để phía dưới nè. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Giả sử bây giờ các bạn bây giờ có nhiều sinh viên thì làm sao? Bây giờ nhá, cái mảng khi nãy đúng không? Mảng khi nãy nè. Đó là một sinh viên. Bây giờ các bạn có nhiều sinh viên làm mảng. Thì mình cái gì đấy ạ? Mình dùng vòng lặp thôi, đúng rồi, chính xác. Và xuất cái này ra trong vòng lặp là được. Đấy là một bảng ha. Đấy, cách hiển thị tùy mình thôi. Ổn chưa? Với nhà từ làm mảng. Ảo hả? Có chứ.